đầu tư hạ tầng kinh doanh đô thị. Đó, đầu tư được cái cột này. Ở bên này các bạn có thể xem qua cái đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cột cờ Lũng Cú. Đây, nó cũng có các đơn vị ngày. Ngày hoàn thành là mùng 2 tháng 9 năm 2010. Mùng 2 tháng 9, ngày khởi công là mùng 8 tháng 3 năm 2010. Mình đang quay chất lượng 4K cho các bạn xem thì các bạn rõ nhé. Đấy, ngày khởi công là mùng 8 tháng 3 năm 2010 và ngày hoàn thành là mùng 2 tháng 9 năm 2010. Đấy. Các bạn xem này, bây giờ mình sẽ xem qua vòng qua bên này. Bây giờ các bạn có thể xem về những cái trước video ở đây. Ở đây hôm nay có rất là nhiều những cái bạn ở nước ngoài. Hey, where are you from? Israel. Yeah. Where are you from? I come from Vietnam. Vietnam? Vietnam. Bạn khỏe không? Yeah. Where's China? No. China. Yeah. China, Slovakia. Yeah. China number 2. Yeah. Cột cờ Lũng Cú. À, đây là cái cột cờ Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú ở đây. Việt Nam, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cột cờ Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Các đơn vị tài trợ Vietinbank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Đấy. Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng kinh doanh đô thị. Đó, đầu tư được cái cột này. Ở bên này các bạn có thể xem qua cái đây là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cột cờ Lũng Cú. Đây, nó cũng có các đơn vị ngày. Ngày hoàn thành là mùng 2 tháng 9 năm 2010. Mùng 2 tháng 9, ngày khởi công là mùng 8 tháng 3 năm 2010. Mình đang quay chất lượng 4K cho các bạn xem thì các bạn rõ nhé. Đấy, ngày khởi công là mùng 8 tháng 3 năm 2010 và ngày hoàn thành là mùng 2 tháng 9 năm 2010. Đấy. Ở bên này đó chính là cái cộng đồng làng Lo Lo. Ở bên kia các bạn qua kia là sẽ đi đường biên ở bên kia, được chưa ạ? Đường biên, giáp đường biên ở bên kia, các bạn thấy một cái cung đường qua bên kia chưa? Đó. Đó. Còn ở bên kia, khi các bạn qua bên kia, qua một cái làng ở bên kia, ở đấy có một cái làng này, ở kia có một cái xã gì ấy, xã Sùng Lũng, xã Lũng gì ấy. Sau đó các bạn rẽ sang bên tay phải, các bạn sẽ qua điểm cực Bắc, được chưa? Điểm cực Bắc sẽ ở dưới bên kia. Đó, bên kia là điểm cực Bắc. Thực ra ấy, ở cột cờ Lũng Cú ấy còn cách điểm cực Bắc khoảng 4 km nữa các bạn. Đấy. Đó. Ở đây có rất là nhiều người check-in ở đây. Đó. Các bạn cũng có thể là trèo lên trên kia cao nữa. Đây, các bạn thấy chưa? Trên kia cao nữa. Trên này có rất là nhiều người ở ở nước ngoài này các bạn. Kênh nào anh? Kênh YouTube Khám Phá Việt Nam ấy. Ở đây là chủ yếu là đấy các bạn nước ngoài này, hôm qua mình gặp ở cái thị trấn Mèo Vạc các bạn ạ. Khám Phá Việt Nam, Khám Phá Việt Nam nhá. Kênh rồi bây giờ đó. Đấy các bạn thấy chưa? Bây giờ các bạn có thể xem là những cái đá này được làm và mài nó rất là kiên cố, nó điêu khắc rất là hay. Đấy, rất là hay. Đấy, đây là những cái trống đồng, các bạn có thể xem ở đây, đây là những cái trống đồng này. Ở bên này là có cái trạm khắc ở đây này. Đấy, các bạn có thể xem là những cái trạm khắc ở đây. Đó, những cái trạm khắc này mang một cái ý nghĩa rất là riêng. Anh là người đây hả anh? À. Ở đây là thuộc xã gì? Xã Lũng Cú rồi nhỉ? Xã Lũng Cú. À. Đây, quanh đây chắc là mấy có nhiều thôn đấy nhỉ? À. À, không phải đây đâu. Là Lo Lo ở bên kia nào. Chủ yếu là ở đây là dân tộc Lo Lo là nhiều hả không? Có dân tộc Mông không? Mông cũng có. À, Mông bên kia. Nhưng mà đa số là Lo Lo nhiều nhỉ? Cái điểm cực Bắc ở bên kia ít khi nhiều người đến nhỉ? Vâng. Ít khi người ta vào hay là người ta chưa biết nhỉ? Nhiều người ta không biết, người ta cứ nghĩ là cột cờ là điểm cực Bắc. Vâng, phải là nhưng mà trong khi cái kia là cũng xây lâu rồi nhỉ, xây cùng mấy cái cột cờ này ấy. Xây trước đi à? À. Cái đấy là từ đây vào kia hết khoảng 2 cây số. Vâng, xây trước. Cái vào kia đẹp mà. Ít người đến. Em qua rồi, em qua bên trong kia rồi. Ít người đến. Bọn em chạy cua không hay có khách vào đấy. À. Anh chạy tour xe à? Xe ô tô à? Xe máy à? Kiểu như là thuê xe cho những người nước ngoài chứ phải không? Hay là như nào? Bọn em chở khách à? Đi lên các bạn ạ. À. Đấy. Đấy, có cái cầu thang lên trên nóc. Đấy, đây là cái đèn led để chiếu sáng về ban đêm. Đèn led này chuẩn IP66. Ui. À, sợ bị ngã. Địa điểm check-in ban đầu là chúng ta gửi xe, để xe dưới này, chúng ta vòng lên cái núi này. Ở bên kia là có cái đông, đây là có tiết này, mùa này các bạn lên những cái cao nguyên đá này nó cũng rất là tuyệt vời rồi. Nó không có cái thời tiết lạnh này lạnh. Mùa đông các bạn lên đây nó cũng được, nhưng mà mùa hè các bạn đi nó hay hơn, nó vừa đầu vừa lạnh quá. Rét, rét cũng là bị khó. Ở đây cũng có rất nhiều người ở miền Sài Gòn ra đây. Các bạn xem những cái con đường uốn măng đậu ở đây. Các bạn có thể xem rõ ở cái video này, xem qua những cái video này. Không biết đứng ở trên này có bị phạm gì không, nhưng mà đứng ở trên này nó có cao hơn. Đó, mình đã cho các bạn xem thêm qua những cái cảnh trên cái đấy. Bây giờ các bạn xem ở những cái chạm khắc ở đây này. Đấy, trên này có những cái trống đồng này các bạn. Thấy chưa? Có những cái trống đồng này. Thời tiết hôm nay rất là đẹp, nó không nắng nhiều các bạn.